Xin chào các bạn, nếu như các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy vừa cho đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh Trong video hôm nay, mình sẽ update cho mọi người dự án Trước đây mình có chia sẻ với mọi người là dự án nhận 2.000 Token ạ Ở trên kênh youtube mình cũng đã có đăng bài đăng rồi à, Và trong uh, kênh Telegram hình như cũng có như vậy Thì uh, mình xin thông báo, hiện nay dự án này đã cho mọi người lam Token nhé Và đã có danh sách list uh, các uh, ví nhận được uh, Token này nhé Và sẽ có 8.000 ví nhận Token này trong đó 8.000 ví random và 888 ví là top red nhé thì anh em copy link vào nhóm telegram hoặc là link phần mô tả để copy uh, cái link uh, cái, cái link để cả làm này hoặc là mọi người do vào cái list phân phối để kiểm tra xem ví của mình có nhận được token nhé sau đấy thì mọi người copy cái link này cho mình bấm sao cái link này sau đó quay trở vào ví của mọi người mọi người dùng ví trust của led hoặc là ví metamask thì trước đây thì anh em bây giờ mọi người vào trình duyệt của ví này bấm vào sau đó mọi người sẽ dán cái link ở dưới phần mô tả dưới cái lam ấy bấm hoàn tắt này sau đó mọi người chọn mạng STA mạng BSC cho mình sau khi vào đây thì mọi người sẽ copy địa chỉ ví của mọi người nhé như ở đây thì mọi người sẽ copy cái địa chỉ ví của mọi người này sau đó mọi người bấm check cho mình nếu như sau khi mà bấm check một tí thì nó hiển thị ở chỗ này nếu như mọi người nhận được cờ lam thì nó sẽ hiển thị chỗ cờ lam nhé thì ở đây mình nhận được là 5200 còn là tóc cần full vì mình sẽ bấm cờ lam cho mọi người nhé sau khi bấm cờ lam thì mọi người cần phải trả một khoản phí là 0, 80 USDT mọi nhé, không 80 USDT. À, thì con token này thì nó hiện tại thì nó vẫn chưa list ở trên sàn nào cả. Thì chương uh, trình đó thì nó mới kết thúc, nó đã phân phối token cần. Thì hầu như là những anh em mà chiến thắng thì mọi người sẽ nhận được là 2.000 tóc cần full đây. Thì sau ta có 8 nghìn ví random may mắn và có 888 trăm uh, uh, sẽ chia folder giờ thường là top red nhé mọi người nhé ở đây thì mình chỉ là random thôi mình nhận được tất cả top đồn random uh, thì uh, hoặc là mọi người có thể join vào nhỏ join uh, vào uh, kênh uh, kênh chính của nó đây website của nó đây chấm uh, tech để mọi người có thể tham gia uh, cá cược uh, bóng đá ở trên đấy nhé bởi vì trong đấy nó có dùng đồng f này để mọi người cá cược bóng đá đấy Ok, thì vừa rồi mình update cho mọi người cái dự án nhận token EFUN Hiện nay token đã cho mọi người cờ lam Thì mọi người có thể check ví và mọi người kiểm tra Nếu như anh em nhận được token thì anh em vào cờ lam token về ví uh, BC của mọi người nhé Cảm ơn mọi người đã xem video Tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những video và dự án tiếp theo